Hello mọi người, đây là Atlet 125. Atlet BS 125 nha mọi người. Nhìn cầm lê luôn. Thì đây này cho đi lên qua đá bạc luôn. Atlet 125. 18kW nè. Còn rất là ok. Đây. BS Atlet 125. Còn cái thùng luôn. Hộp. Còn hộp bảo vệ dây Google rồi luôn nha mọi người. B98 nha. Đó. 150. Tua 18 kW, 8.5 kW. Thì mấy cục này thì bô làm lại hết rồi. Còn nếu mà bô gin của nó đem Việt Nam thì mắc lắm, nên bô cũng làm lại hết. Đây là anh em đang chuẩn bị nâng lên cọng dây, nâng lên xe ben luôn, xuống dưới rồi lấy xe cẩu cẩu lên. Đây là cái quá trình vận chuyển nha, khá là nặng. Vô gỡ là hai cái bô kia giùm luôn nguyên quá. Vô đi, sợ đụng nóc á. Sợ đụng á. Lên đây, lên đây. Rồi vô, vô từ từ đi. Vô từ thôi, lắc á. Thì đang nâng lên đang nâng lên xe ben nha mọi người. Nâng lên xe ben đem vô mấy khu nuôi. Thì để xong rồi em gáp xong rồi em quay một cái clip test mấy cục này luôn cho mọi người coi. Thì cái cục BS 125 khá là nặng. Coi chừng đụng cái ấy á. Rồi được rồi. Hạ xuống đi rồi đẩy vô. Để chiều đó hết ba cục ông ta. Đây ba cục. Ra anh Nghiệm cho đẩy vô anh Nghiệm. Ôi tới rồi. Rồi, tiếp theo là bốn cục AF 100 nha mọi người. AF 100. 14 cục kia hai cục 125, cục 150. Bây giờ đang chắc lên xe nâng. Để dưới đi, bắt vô chứ. Sợ mưa hả? Không mưa đâu, đẩy dưới hả? Xét bên. Mưa rồi xui hả? Lên xe nha anh em. Hàng đã lên xe thì đây là cung tơ 15kg. 15kg chạy cục BS 125. Rồi xuống bẩn đi. 805 BS 125 luôn. 805. Kêu chưa đại em rồi. Máy em tiếp giật. Này
lên 4 cục AF nữa là xong. Ok luôn. Đây là ngọt luôn anh em ơi. Diễn cho khách 3 cục, 2 cục BS 125 và 1 cục BS 50. Anh em coi luôn. Thì cảm ơn anh em thời gian qua đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh của em để cập nhật nhiều cái điều mà nó chia sẻ thực tế nhất. Cảm ơn anh em rất nhiều.